Chết cha mợ ở lúc này hơi mập ra. Chào mọi người, hôm nay chị Lan ghé thăm nhà của anh ca sĩ Lương Do Huy. Đây là món quà của anh ông chủ, coi như là xì gà và quà tặng cho Vĩnh Linh. Đây, hello, đây là anh Lan tặng cho Huy. Đó. Bây giờ thì Huy sẽ giới thiệu cùng tất cả quý vị các bạn một chiếc máy lọc nước càng gần của Nhật Bản. Chiếc máy lọc nước này nó gọi là bác sĩ của gia đình, tức là nó ngăn ngừa tất cả các loại bệnh. Để mà chúng ta đi đến bệnh viện mà chữa trị bệnh thì lúc đó cái số tiền nó còn lớn hơn cái chiếc máy này nữa. Nên mà chiếc máy này tại sao nó số 1 thế giới? Bởi vì cái giá của nó cũng số 1 thế giới. Và tất cả những gì về càng gần thì chúng ta có thể search trên mạng để xem tại sao nó là số 1 thế giới. Bởi vì nó đã được Bộ Y tế của Nhật Bản, được cơ quan lọc nước của Mỹ và FDA là đều cấp phép 8 đến 10 năm liền, nó là số 1 của thế giới. Và đây Huy giới thiệu cùng quý vị các bạn chiếc máy lọc nước để dành cho sức khỏe của chúng ta. Đây. Đầu tiên là chúng ta chỉ cần để chế độ này là chúng ta dùng nước máy bình thường. Đây. Cái nước máy bình thường sử dụng là rửa ở đây. Nhưng mà chúng ta nhìn lên thì nước nào cũng là nước, mắt thường của chúng ta không thể nhìn được, nhưng mà khi mà chúng ta làm những cái xét nghiệm và test thì chúng ta mới thấy được cái nước nó như thế nào. Đấy, chuyển qua đây là cái vòi hoa sen để rửa rau cho đỡ văn này. Đó, nha, anh em này. Đó. Còn bây giờ bắt đầu chuyển qua máy nhá, chế độ. Đó, bắt đầu máy chạy. Rồi, máy bắt đầu đang hoạt động bằng chế độ như vậy. Và Huy sẽ giới thiệu từng cái tính năng của cái này cho các bạn xem nha, thưa quý vị các bạn. Cái đầu tiên đó là cái chế độ đầu tiên mà chúng ta phải sử dụng khi mà mua máy về, đó là 8.5. Cái này toàn bộ bằng cảm ứng nha các bạn. Chúng ta thấy chữ càng gần không? Lúc K8, K8 đây có nghĩa là 8 nhân 8 lõi ở bên trong này đều bằng bạch kim hoặc là titanium. Máy này của công ty Iganic của Inagic của Nhật Bản nha quý vị các bạn. Những cái logo này mới là cái quan trọng này, thưa quý vị các bạn. Đây là cơ quan nguồn nước của Mỹ, cái logo màu vàng cấp phép coi như là 8 năm liền là chiếc máy số 1 của thế giới và số 1 của nước Mỹ. Là một cái trang thiết bị thiết yếu của dành cho tất cả những người bệnh nhân mà điều trị ở trong bệnh viện, là do cái nguồn lọc nước. Mà những người bệnh ở Việt Nam sang Singapore chữa bệnh ấy, thì hầu hết là đa phần mọi người bị bệnh là mọi người, các bác sĩ Singapore đều nói là do cái nguồn nước của đất nước Việt Nam mình và do ăn uống mà ra nha quý vị. Đó, nguồn nước 8.0 này, đấy. Đó, bây giờ này, hứng này, hứng thử nhé. Uống luôn này, hai anh em này. Đấy. Đây, hai anh em tự uống luôn này. Đấy. Trực tiếp luôn. Đấy, cạch kia. Ừ. Đó, quý vị bạn thấy không? Em thấy không? Uống nó khác cái nước đóng chai bình thường. Tất cả những nước đóng chai bình thường như Aquafina hay Lavi hay tất cả những cái nước mà người ta bán á, khi mà thử cho bỏ cái quỳ tím vào và khi người ta dùng những cái phương pháp để người ta thử thì mấy lúc đó mới phát hiện ra là thật sự là nó không sạch như cái nước của càng gần này. Không phải là Huy đang dùng càng gần của Huy nói, mà là bởi vì cái càng gần này đã được tất cả những bác sĩ giỏi và tất cả những cái người làm khoa học đầu ngành trên thế giới chứng minh đây là chiếc máy số 1 của thế giới hoặc nhé. Nhà Huy thì rất là nghiện đồ Nhật, đồ điện Nhật ấy, từ cái máy em thấy nãy giờ mẹ này à, từ cái máy sấy chén này cũng đặt hàng người ta đem về. Cái này là 4 triệu mấy này. Đó, bỏ hết vào đây. Đó, rồi bấm một nút cổ nó sấy sạch khô rong, diệt hết cái loại vi khuẩn vi trùng nha. Đó, mà chúng ta phải nhớ dùng nội địa thì chúng ta phải sắm cái này nha các bạn. Ổn áp để điện nội địa. Con này là nồi nấu tách đường. Hiệu này là hiệu Con Voi. Anh em nào đi siêu thị Nguyễn Kim hay các siêu thị điện máy đều biết cái hiệu Con Voi đúng không ạ? Nhà Huy thích dùng hàng nội địa nên là đều chữ nội địa của Nhật hết. Cái nồi này thì nó khoảng chừng hơn 10 triệu một chút xíu. Nhưng mà nó nấu tách đường dành cho người nào nhà bị tiểu đường thì dùng càng tốt. Mà nếu không bị tiểu đường, chúng ta sợ chúng ta sẽ bị tiểu đường thì chúng ta cũng nên ăn cơm gạo để nấu nó bớt cái tinh bột, bớt cái đường đi một chút đấy. Đây là mấy khi mà hôm nay đã được coi như là Kỳ Lân Luxury để thăm nhà của Lương Gia Huy thì sẵn đây Huy giới thiệu luôn quý các bạn đây. Wow, trang trí quá, tủ trang trí siêu tầm tất cả các loại liệu đó, siêu tầm các loại liệu như các bạn nhé.
Còn có một cái điều nãy giờ em chưa thấy, bây giờ em mới thấy này. Cái gì? Xưa em mê chuyện cái này. À, cái đàn này cổ. Đàn của đài của châu Âu. Ờ, cái đàn cổ. Này là tuổi nó còn hơn tuổi mình nhiều. Nó mấy là năm 1930 mấy hay 4 mấy? 75. Thì không, cái này là nhiều năm lắm rồi. Đó, nó nhiều năm lắm rồi. Còn đây là cái đây mình giới thiệu luôn là đây là đàn phòng là khách của nhà Lương Gia Huy. Đó. Đây bàn làm việc nha các bạn. Đây là cái bàn làm việc, còn đây là bàn ban thờ cúng của nhà Lương Gia Huy. Nhà Huy là thờ Phật. Đấy, mỗi năm mùng 1 là Lương Gia Huy thắp nhang, tụng kinh và ăn chay. Đấy nha các bạn, cái view này là Huy, nhà Huy là anh nhìn ra miền Nam hướng miền Tây. Nó bị đẹp đúng không? Đấy, view nhìn hướng chiều hướng. Đây, view nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đi nhìn ra hai biển đêm, gió mát nha. Gió mát nồng nồng. Tầng 20 nha các bạn nhé. Đây là khu căn hộ cao cấp Gia Việt ở quận 8. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu phòng thu nhà Lương Gia Huy nha. Mọi người đi vô chỗ đặc biệt nhất của nhà Lương Gia Huy nè. Đây là phòng làm việc của nhà Lương Gia Huy. Wow, vô là nghe mùi thơm em. Đây đây là cái phòng làm việc để hai anh em chuẩn bị hát livestream trên đây. Máy đã khởi động, bây giờ có đợi em tới. Đã chuẩn bị hai anh em hát livestream nhé. Ít phút nữa thôi thì hai anh em thì các bạn sẽ lên kênh Lương Gia Huy. Lương Gia Huy có trang fanpage nhé. Trang fanpage của Lương Gia Huy. Và Huy cũng chưa Bigo nữa, nhưng mà hôm nay Huy không live Bigo. Huy live trên trang fanpage vì có coi như là kỳ lân vlog, kỳ lân luxury. Người em yêu thương này lên đây tham quan phòng thu của Lương Gia Huy. Đây đây, em sẽ giới thiệu cùng các bạn là những cái đồ chơi. Cái này là một cái bàn mixer để khởi động lên cho các bạn xem kìa. Cái bàn mixer này là M32R, hiệu Midas của Anh Quốc nha các bạn nhé. Đấy, để hát, để tập nhạc của Lương Gia Huy. Còn đây là cái bàn DJ. Ok, nó hơi bừa bộn một chút. Đấy, DJ đầu Pioneer. Mở đèn lên cho các bạn nhìn. Đấy, khởi động này. Đó, đầu Pioneer. Còn đây là cái tai nghe này, tai nghe hiệu Beats. Rồi cái này mới quan trọng này các bạn. Đây là cái micro U87. Tất cả những ngôi sao ca nhạc thế giới hay tất cả những ca sĩ mà đã từng đi thu phòng thu ở Việt Nam, những phòng thu hàng đầu là đều yêu thích cái này nha các bạn. Cái U87 nha các bạn. Cái này giá của nó khoảng gần 100, khoảng 4.000 mấy nha các bạn. Đó, để... một cái mic tuyệt vời cho mọi người cảm xúc anh cảm sợ lắm mọi người. Cái mic này là bị đỉnh cao quá, vì mày... nhẹ nha, nhẹ quá. Mọi người muốn hát hay thì đến tìm anh Quy để anh Quy tư vấn cho những cái có, cái này có hàng nó nhìn giống y chang vậy nữa nha các bạn. Nên là nhiều lúc các có nhiều các bạn livestream ấy cầm cái đồ giống như vậy, nhưng mà thực sự là nhiều khi không phải là U87 đâu, mà là cái giống như là hàng nó làm giống như vậy thôi. Thực sự em có mua một cái nó có sao cạc luôn mà hấp dễ lắm. À đây sao cạc đây. Nói đến sao cạc thì đây Huy lại đây em cận lại đi. Cận lại đây. Phải đặt cái sao cạc đây. Để Huy cất cái này gì đây. Cầm đúng đi. Đây. Đây nha các bạn. Đây là cái sao cạc Apollo. Cái sao cạc Apollo này thì nó âm thanh nó rất là hay và cực đỉnh. Giá của nó lúc mua tại bên Mỹ nó khoảng 3.000 mấy đô. Đó. Bây giờ nó ra cái của Huy là đời thứ hai, giờ nó ra đời 3 rồi nha các bạn. Nó rất là nhiều đường line in và line out. Còn đây là cái cục ổn áp tổng. Khi mà tắt nó một cái là toàn hệ cái thiết bị tắt đều luôn, mình không phải bấm tắt từng cái. Cái này thì rẻ thôi. Có này cục côm để dành thu âm cho tiếng hát. Còn bây giờ thì Huy sẽ
sẽ thử một bài. Còn cái này là mic, mic dùng cho các ca sĩ hát phòng trà hay các ca sĩ đi chạy show nha các bạn. Này nó là cái Sennheiser. Sennheiser hãng này của Đức. Đức với cái hãng của Shure đó là hai hãng hàng đầu mic trên thế giới. Một lần nữa Linh Gavi và Kỳ Lân Luxury xin được gửi lời chào cả, bye bye quý vị các bạn. Hẹn hôm sau quý vị các bạn sẽ lên trang fanpage của Linh Gavi và Kỳ Lân nhé. Cũng như rất là nhiều những người anh em nghệ sĩ. Và hôm nay thì Kỳ Lân đã ghé thăm phòng thu của Linh Gavi. Hy vọng là sắp tới hai anh em sẽ có nhiều cái sự hỗ trợ và phụ trợ cho nhau để cùng nhau phát triển hơn. Cũng như là Linh Gavi cũng chơi thân với rất là nhiều những người anh em mà kinh doanh những sản phẩm độc và hàng đầu Việt Nam. Nhưng mà Huy luôn trân trọng, trái tim và trong lòng Huy luôn trân trọng tất cả những người anh em đã luôn luôn thương Linh Huy và giúp đỡ Linh Huy trong những cái công việc và trong mọi thứ. Cảm ơn các bạn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đang xem và một lần nữa cảm ơn anh Huy rất nhiều. Chung là anh Huy là một người rất là chân tình. Mọi người gì có cần về những cái thông tin về âm nhạc cứ liên hệ anh Huy, anh sẽ sẵn sàng hỗ trợ có điều đặc biệt đó. Xin chào mọi người nha, chúc mọi người xem clip thật nhiều niềm vui. Xin chào mọi người, mọi người mập, mọi người mập. Đêm nay mọi người biết sao, dịch quá, ở nhà ăn quá nên mập nữa. Bye bye cả nhà.